Và xin được kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi sáng sớm ngày hôm nay, ngày 13 tháng 11. Kính thưa quý vị và các bạn, trong buổi sáng ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam lên đường sang Philippines để chúng ta chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của vòng loại World Cup 2026. Hiện nay ông Philippe Truce và toàn bộ các đội ngũ trợ lý rồi các những cầu thủ đã di chuyển vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 13 tháng 11 từ trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ra sân bay Nội Bài. Và sau đó thì chúng ta toàn đội đã có một chuyến bay thẳng từ Hà Nội sang Philippines. Đội tuyển Việt Nam tập buổi tập đầu tiên ở nước bạn ngay trong chiều ngày hôm nay để làm quen với mặt sân thi đấu, đó là Meridian, khi mà đây là một mặt cỏ sân nhân tạo thuộc một tổ hợp thể thao tại Manila. Một số cầu thủ của đội tuyển Việt Nam hiện nay cũng đã từng thi đấu tại đây rồi, đó tại SEA Games 30 năm 2019 như là Tiến Linh hay là Đỗ Hùng Dũng. Hiện nay đội tuyển Việt Nam mang 28 cầu thủ sang Philippines. Và vừa qua thì những người đã phải nói lời chia tay với các đồng đội của mình. Đầu tiên đó là Trương Tiến Anh, Lương Duy Cương, rồi là Lê Văn Đô. Sau đó thì những cầu thủ như là Phạm Văn Luân cũng đã bị loại thêm rồi. Ngoài ra thì hiện nay khi mà đến với Philippines thì ông Philippe Truce sẽ tiếp tục loại thêm 5 cầu thủ nữa. Và chúng ta sẽ chốt danh sách đó là 23 người để tham dự trận đấu với đội chủ nhà, đó là Philippines. Hiện nay thì với việc là theo điều lệ của giải thì chúng ta phải đăng ký tối thiểu đó là 3 thủ môn. Và hiện nay thì chúng ta đã có 3 thủ môn, đó là Văn Lâm, Đình Triệu và Văn Việt rồi. Cho nên là những vị trí cắt giảm sẽ ở các vị trí còn lại. Hiện nay trên đội tuyển Việt Nam sang Philippines chúng ta có tới tận 7 sự lựa chọn ở trên hàng công. Vì vậy khả năng cũng khá là cao thì một số cầu thủ ở hàng công, hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục phải nói lời chia tay cùng với cả đội tuyển. Và những ngày qua thì đội tuyển Việt Nam thường xuyên luyện tập ở trên sân mặt cỏ nhân tạo tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Và ông Philippe Truce cũng rất mong muốn rằng là các học trò của mình sẽ làm quen với điều kiện thi đấu có phần bất lợi này. Và với việc là chúng ta có sự chuẩn bị kỹ, và thứ hai nữa là nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cũng từng thi đấu tại đây rồi và cũng có những thành công. Vậy tôi tin rằng là việc chúng ta phải thi đấu ở trên sân mặt cỏ nhân tạo nó cũng không phải là một cái gì quá khó khăn dành cho đội tuyển Việt Nam. Bởi những cầu thủ như là Quế Ngọc Hải, như là Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Hùng Dũng hay là Thành Bình hay là Tiến Linh cũng đã từng thi đấu tại đây. Và đây cũng là địa điểm ghi dấu ấn cột mốc lịch sử dành cho bóng đá Việt Nam, bởi chúng ta đã giành được tấm huy chương vàng ở SEA Games năm 2019 lần đầu tiên sau 60 năm chờ đợi. Ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 11 và sau đó chỉ 5 ngày thôi thì chúng ta sẽ được trở về sân nhà Mỹ Đình, dự kiến sẽ là sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đội tuyển Iraq vào ngày 21 tháng 11. Đội tuyển Việt Nam đương nhiên sẽ cần từ 3 đến ít nhất là 4 điểm ở trong hai trận đấu này để chúng ta nuôi hy vọng cạnh tranh cho tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Và tôi tin rằng nếu đúng với thực lực của đội tuyển Việt Nam thì đây cũng không phải là một nhiệm vụ gì quá khó khăn cả. Bởi thứ nhất thì việc thi đấu với Philippines, mặc dù chúng ta thi đấu ở sân khách nhưng đây là một đối thủ không phải là quá mạnh. Còn đấu với Iraq thì chúng ta lại được thi đấu ở trên sân nhà Mỹ Đình. Một điểm tựa đã giúp cho đội tuyển Việt Nam chúng ta lập lên rất nhiều những kỳ tích. Vì vậy mà tôi tin rằng là chúng ta nếu như có sự chuẩn bị tốt nhất thì sẽ đạt được cái mục tiêu từ 3 đến 4 điểm sau hai trận đấu trong tháng 11 này thôi. Còn vừa qua thì đội tuyển Việt Nam trước cái ngày mà chúng ta lên đường sang Philippines vào buổi chiều ngày 12 tháng 11 thì toàn đội đã tập luyện rất chăm chỉ trong một điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa khá là to, nặng hạt. Thế nhưng toàn đội đã rất cố gắng để nỗ lực vượt qua. Và với hình ảnh như thế này thì tôi cũng thực sự là cảm thấy rất là xúc động. Bởi dù sao đi chăng nữa thì với thầy trò Philippe Truce, hiện nay thì mục tiêu cũng đang hướng đến là mang đến thành công dành cho đội tuyển Việt Nam thôi. Và nhìn những cầu thủ họ tập luyện trong dưới một cái cơn mưa nặng hạt như thế này, rất vất vả như thế này, thì thực tế là chúng tôi cũng cảm thấy rất là xúc động. Đó là những hình ảnh mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần phải có thêm những lời chúc, sự động viên dành cho những cầu thủ cũng như là ban huấn luyện. Chúng ta thì đang rất cố gắng, rất nỗ lực để làm sao vượt qua những khó khăn trong cái giai đoạn mà chúng ta đang chưa thực sự định hình về mặt lối chơi, chưa thực sự định hình về mặt nhân sự của đội tuyển để chúng ta thi đấu trong tháng 11 này. Nhưng dù sao với những hình ảnh mà toàn đội, kể cả là ban huấn luyện giống Philippe Truce nữa, đã xuống sân tập luyện dưới một cơn mưa rất nặng, không quản ngại bất cứ một khó khăn nào, thì hy vọng rằng là với các cổ động viên thì chúng ta vẫn sẽ cố gắng ủng hộ, cổ vũ dành cho đội tuyển để chúng ta sẽ có một thành công, đúng không ạ? Kính thưa quý vị, thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn, một thông tin liên quan đến huấn luyện viên Gao Kim.
Vừa qua thì cũng có rất nhiều những thông tin nói rằng là huấn luyện Gao Kim chưa chính thức là sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội, và thậm chí là có khi là có những sự thay đổi để mà lên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng tất cả những thông tin đó thì đã có một cái giải đáp rất là cụ thể rồi. Bởi ngày 12 tháng 11 vừa qua trên trang chủ thì câu lạc bộ Công an Hà Nội đã thông báo về việc đó là bổ nhiệm huấn luyện viên người Hàn Quốc, ông Gao Kim. Sau khi mùa giải V-League 2023 khép lại thì câu lạc bộ Công an Hà Nội đã hướng đến mục tiêu đó là chinh phục những đỉnh cao mới của bóng đá Việt Nam ở trong tương lai gần. Bên cạnh vừa qua việc chiêu mộ rất nhiều những tân binh chất lượng như là Bùi Hòa Việt Anh hay là Giovane Mango thì đội bóng thủ đô cũng đã tìm kiếm một huấn luyện viên có một cái khát khao chinh phục đỉnh cao ở sân chơi quốc nội cũng như là châu lục. Sau quá trình tìm kiếm và đàm phán thì cuối cùng huấn luyện viên Gao Kim cũng đã đồng ý ký vào bản hợp đồng mới để trở thành tân huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã trở lại Việt Nam với một mục tiêu thử thách bản thân khi mà có lần đầu tiên ngồi vào vị trí ghế nóng của một câu lạc bộ chuyên nghiệp. Với sự phát triển của V-League ở trong những năm gần đây thì ông Gao Kim cũng muốn rằng là sẽ có cơ hội để hiểu rõ hơn về hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, muốn khẳng định bản thân của mình, và đặc biệt là cũng có một cái mong muốn là sẽ có một ngày nào đó được quay trở lại với đội tuyển quốc gia Việt Nam hoặc là đội tuyển U23 Việt Nam. Ngoài ra thì việc lựa chọn câu lạc bộ Công an Hà Nội, một trong những đội bóng giàu tham vọng nhất của bóng đá Việt Nam, thì quyết định của ông Gao Kim đến với bóng đá Việt Nam đó là với định hướng cũng như cái mục tiêu sắp tới của người Hàn Quốc cho thấy sự phù hợp với nền bóng đá của Đông Nam Á này, đó chính là tại V-League. Như được biết thì ông Gao Kim từng dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam và chúng ta đã thi đấu rất hay, mang đến một luồng gió mới, một cái tinh thần tuyệt vời dành cho đội tuyển U23 để chúng ta có được cái vị trí đó là vào tới vòng tứ kết của giải đấu năm đó. Và với những gì mà ông Gao Kim đã thể hiện và việc được dẫn dắt một đội bóng rất mạnh tại Việt Nam dựa với rất nhiều những tuyển thủ quốc gia ở trong đội hình thì rất hy vọng rằng là ông Gao Kim sẽ khẳng định được bản thân của mình, khẳng định được vị thế của mình tích cực cùng với câu lạc bộ Công an Hà Nội, khẳng định được vị thế của Việt Nam chúng ta nếu như mà chúng ta có những cơ hội thi đấu ở những đấu trường như là AFC Champions League thì chúng ta hy vọng rằng là ông ấy sẽ thành công. Bởi dù gì đi chăng nữa thì với nhiều cổ động viên, tôi tin rằng là với Hong Nam Kyung khi mà đến đây thì câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ được chú ý rất nhiều, sẽ có rất nhiều những lượng fan đến cổ vũ cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và đương nhiên nếu như câu lạc bộ Công an Hà Nội thi đấu tốt với một cái lối chơi sở trường tấn công trực diện thì đó cũng là một điều rất tốt dành cho ông Philippe Chourichet để làm sao định hướng được cái lối chơi dành cho đội tuyển Việt Nam chứ không phải quá rườm rà như hiện nay, đúng không ạ? Chúc cho tất cả sẽ thành công, bóng đá Việt Nam chúng ta sẽ cố gắng để quay trở lại. Còn tới đây thì bản tin của bóng đá STV cũng xin được kết thúc. Xin được kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.